Nga cảnh báo Mỹ về phát ngôn không thể chấp nhận của Tổng thống Biden. Moscow ngày 21 tháng 3 cảnh báo các mối quan hệ với Washington đang trên bờ vực sụp đổ, đồng thời triệu tập đại sứ Mỹ tại Nga để chính thức phản đối những phát ngôn không thể chấp nhận của Tổng thống Joe Biden sau khi gặp đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan. Chính phủ Nga cho biết họ đã thể hiện sự không hài lòng với những phát ngôn gần đây của Tổng thống Biden về Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chính phủ Nga khẳng định những phát ngôn của Tổng thống Biden là không phù hợp, khiến quan hệ Nga Mỹ có nguy cơ đổ vỡ, tuần trước Tổng thống Biden gọi người đồng cấp Nga là tội phạm chiến tranh. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khi đó chỉ trích phát ngôn của ông chủ Nhà Trắng là hoàn toàn không thể chấp nhận và không thể bào chữa. Những diễn biến trên là dấu hiệu cho thấy quan hệ Washington-Moscow đang xấu đi giữa lúc Điện Kremlin tiếp tục chiến dịch quân sự tại Ukraine bất chấp làn sóng trừng phạt từ phương Tây, với mục tiêu gia tăng sức ép kinh tế lên Nga và hỗ trợ Ukraine. Tổng thống Biden dự kiến đến Brussels, Mỹ vào ngày 24 tháng 3 để họp thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu-EU. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO và nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới G7. Một ngày sau chuỗi sự kiện đặc biệt nêu trên, Tổng thống Biden sẽ đến Warsaw để thảo luận với người đồng cấp Ba Lan Andrzej Duda về những thách thức liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, bao gồm khủng hoảng nhân đạo. Trước khi lên đường sang châu Âu, Tổng thống Biden điện đàm với một loạt nhà lãnh đạo phương Tây vào ngày 21 tháng 3, bao gồm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thủ tướng Đức Olaf Scholz, thủ tướng Ý Mario Draghi và thủ tướng Anh Boris Johnson, những người sẽ có mặt tại Brussels vào ngày 24 tháng 3 để dự thượng đỉnh NATO và thượng đỉnh G7. Cũng trong ngày 21 tháng 3, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh đàm phán hòa bình Moscow Kiev sẽ không thành công nếu không có thượng đỉnh Nga Ukraine. Tổng thống Zelensky khẳng định nếu thượng đỉnh diễn ra Ông và Tổng thống Putin có thể thảo luận tương lai của lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng nhưng sẽ cần thêm thời gian để giải quyết vấn đề này. Tổng thống Zelensky đồng thời thừa nhận Ukraine không thể gia nhập NATO vào thời điểm hiện tại. Nhà lãnh đạo Ukraine đã kêu gọi tổ chức thượng đỉnh Moscow Kiev trong gần một năm nhưng bị ông chủ điện Kremlin từ chối. Thay vì gặp mặt, Tổng thống Putin yêu cầu Tổng thống Zelensky giải quyết nội chiến Ukraine với giới lãnh đạo của những vùng lãnh thổ ly khai có mối liên hệ với Moscow.